Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Rolling File Painter để tạo ra nhiều file khác nhau. Chúng ta chạy tiếp cái đoạn code liên quan đến hàm main này. Mình sẽ để cho nó chạy một lúc để chúng ta có thể thấy được cái file lock nó tăng cái size lên, bởi vì có nhiều text lưu vào thì cái kích thước của file lock nó sẽ tăng lên liên tục. Sau một lúc thì các bạn sẽ thấy rằng cái file lock của chúng ta lên đến 17 MB. Thì đây chính là cái vấn đề của các file lock. Ví dụ như trong trường hợp này các bạn muốn nó tạo thành những cái backup chẳng hạn, các bạn muốn nó chỉ là maximum là 5 MB thôi, và sau đấy nó sẽ tự động roll back ra, nó sẽ tự động tạo những file lock mới chẳng hạn, thì các bạn cần phải làm gì? Thì bây giờ chúng ta mở file property này ra và các bạn khai báo đây là rolling chẳng hạn. Và các bạn có thêm hai cái config khác nữa liên quan đến max file size và max backup index. Tức là như này, chúng ta đặt một cái file size của nó maximum là 5 MB và một cái index của nó là chỉ có tối đa là 10 file mà thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ chạy lại. Chúng ta sẽ chạy lại cái file main này. Và chúng ta cũng để cho nó chạy một lúc. Các bạn mở thư mục log này ra thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ tự động tạo ra những cái file log mới. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái quá trình này nó di chuyển liên tục. Ví dụ như đây là đã có hai file log là 1, 2 rồi, và một file log này là 3 file. Thì một tí nữa nó sẽ tạo ra file log thứ 3. Như các bạn thấy nó sẽ tạo ra cứ 5 MB là chúng nó sẽ dừng lại. Thì chúng ta tạm dừng ở đây. Khi các bạn mở những cái file log này ra, ví dụ file log số 3 chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy những cái dòng log liên quan đến error, liên quan đến cái việc sign in của user, là những cái dòng log đầu tiên thì nó được đẩy vào cái file log thứ 3. Thì có nghĩa là cái text nó sẽ được đẩy dần về cuối. Ví dụ như cái log đầu tiên nó sẽ đẩy về những cái file cuối cùng. Tương tự như thế thì những cái file log mới nó sẽ được đẩy vào đây, đẩy vào cái file application.log này mà thôi. Thì khi mà nó đẩy quá 5 MB chẳng hạn thì nó lại đẩy ra một cái file log mới là file log.1, còn những cái file log.3 nó sẽ được đẩy sang file 4. Thì đấy là cái cơ chế rolling của cái file log. Việc mà chúng ta tạo ra configuration cho những cái rolling file này rất quan trọng ở trên production. Lý do là bởi vì khi chúng ta làm việc, chúng ta không thể quản lý được một cái file log cực kỳ lớn. Ví dụ như thay vì các bạn để là 10, 20 GB chẳng hạn, thì các bạn có thể define cho những cái log file nó tối đa là 200 MB. Và từ đấy cái max index này có thể là 100 hoặc 200 file chẳng hạn. Nó sẽ tự động tạo ra những cái rolling file. Thì từ đấy các bạn có thể tìm kiếm những thông tin của những cái file độc lập. Với các hệ thống server chẳng hạn, thì khi mà nó được cài cắm ở trên những hệ thống như của Linux chẳng hạn, thì các bạn có thể search những file text đấy một cách nhanh chóng, và từ đấy các bạn có thể khoanh vùng được cái phần text mà các bạn muốn tham khảo, muốn tìm kiếm. Bởi vì mở một file text 5 GB hoặc là 1 GB chẳng hạn thì nó rất khác với việc mở một file text khoảng tầm 200 MB hay là 10 MB. Thì cái việc sử dụng Rolling File Appender là một cái việc yêu cầu gần như bắt buộc đối với những cái hệ thống thực của Java.